phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thông qua việc thiết lập hệ thống phân phối hàng hóa thông suốt từ trung ương đến các tỉnh, thành phố, địa bàn, vùng sâu, vùng xa ở địa phương, giúp các doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ được hàng hóa và qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt, đặc biệt đặt trong bối cảnh doanh nghiệp phải cạnh tranh với hàng hóa của nước ngoài đang có mặt tại thị trường Việt Nam hiện nay. Đến với buổi tọa đàm chủ đề Hàng Việt tự tin trong hệ thống phân phối, hôm nay chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Trước tiên xin trân trọng giới thiệu bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch danh dự Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam. Và vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu bà Tạ Thị Minh Hợp, Giám đốc mua hàng cấp cao công ty WinCommerce chuỗi bán lẻ Winmart. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham dự chương trình. Thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về sự vững tin của hàng Việt trong hệ thống phân phối, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi. Theo đánh giá của vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, bước sang năm thứ 14, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã góp phần làm thay đổi thói quen người tiêu dùng khi chọn mua và sử dụng các sản phẩm hàng Việt. Người tiêu dùng đã chuyển dần từ ưu tiên dùng hàng Việt sang tự hào dùng hàng Việt bởi mẫu mã, chất lượng hàng Việt ngày càng nâng cao, nhà sản xuất hàng Việt ngày càng có chỗ đứng trên thị trường. Hiện nay, tỷ lệ hàng Việt Nam đang hiện diện và tiêu thụ ngày càng nhiều tại các hệ thống phân phối. WinCommerce là đơn vị bán lẻ đang sở hữu chuỗi siêu thị Winmart, cửa hàng Winmart Cộng và WeLife với hơn 3.400 điểm bán tại Việt Nam và là đơn vị bán lẻ thuần Việt Nam với hơn 90% các cái mặt hàng bày bán trong siêu thị là hàng Việt. Thì WinCommerce chúng tôi thấy có tiềm năng rất là lớn của các nhà sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cái việc mà đưa hàng hóa vào trong hệ thống siêu thị của Winmart, Winmart Cộng và các cửa hàng WeLife. Trong năm 2022 vừa qua thì công ty WinCommerce chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều giải pháp và tôi thấy đó là cái giải pháp rất có lợi cho các doanh nghiệp trong cái việc mà giao thương với hệ thống bán lẻ của Winmart, Winmart Cộng và WeLife. Triển khai thực hiện các hoạt động của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ngành công thương đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chúng tôi thì cũng đã làm việc với những cái nhà phân phối lớn mà các cái có thể nói ở tại Việt Nam như là Big C mà ở Central Retail này, thế rồi là các cái hệ thống của Aeon vân vân, mà không những là để giúp cho các doanh nghiệp mà tiêu thụ hàng hóa ở ngay tại Việt Nam nhưng còn tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam tại hệ thống của họ. Ví dụ như là đối với tập đoàn Aeon thì Bộ Công Thương đã ký với tập đoàn là khẳng định là đến năm 2025 thì mỗi một năm là sẽ tiêu thụ là 1 tỷ đô la Mỹ hàng hóa của Việt Nam trên toàn bộ hệ thống của họ. Và tương tự như vậy thì đối với Central Retail là cái tập đoàn của Thái Lan nhưng sở hữu các cái hệ thống Big C mà nay chúng ta gọi là Go Market, ví dụ cũng tương tự như vậy. Theo Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, trong bối cảnh hiện nay, việc tận dụng thời cơ, phát huy thế mạnh, đối phó với thách thức, khó khăn khi Việt Nam đã là thành viên của các hiệp định thương mại thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP là hết sức quan trọng. Các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt cần tận dụng thời cơ để chiếm lĩnh thị trường. Cùng với đó là thay đổi và chủ động trong cách tiếp cận người tiêu dùng theo hướng người Việt Nam tự hào về hàng Việt Nam. Tăng cường đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối là một trong những nội dung hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Xin được hỏi bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch danh dự Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, bà có đánh giá như thế nào về việc đưa hàng Việt Nam vào hệ thống phân phối bán lẻ trong nước trong thời gian qua? Vâng, có thể nói rằng cuộc vận động ưu tiên dùng hàng Việt là một cuộc vận động xuyên suốt, kéo dài và liên tục trong rất là nhiều năm. Và tôi rất là vui mừng khi nhận thấy là những cái thành quả của cái cuộc vận động là hiện nay đã rất là sâu rộng. Tôi có rất là nhiều điểm để chúng ta có thể nói đến, nhưng tôi nghĩ có hai điều vô cùng quan trọng. Một, đó là cuộc vận động xuất phát từ thời kỳ đầu tiên cho đến bây giờ. Và chúng ta đã đi qua rất nhiều cái cung bậc cho đến ngày hôm nay. Có thể khẳng định rằng là cuộc vận động đã thành công rất là mạnh, rất là khả quan. Tức là toàn bộ người dân Việt Nam từ cái thời điểm đầu tiên khi mà chúng ta không hề có thể nói là chưa có cái tinh thần ưu tiên hàng Việt đó, thì trải qua rất là nhiều thời gian với cái sự nỗ lực của có thể nói là toàn đảng, toàn dân
Và trong đó có cái phần đóng góp của các nhà phân phối bán lẻ. Thì chúng ta đã đến ngày hôm nay thì chúng ta có thể tự hào thấy rằng là tỷ lệ người dân Việt Nam tin tưởng vào hàng Việt đã rất là cao. Cái điều thứ hai đó là chúng ta có một cái bước rất là mạnh chuyển đổi thật sự về mặt chất chứ không chỉ là số lượng nữa. Đó là cái sự ưu tiên hàng Việt không chỉ là chỉ nằm trong cái nhận thức, trong cái ý thức, cái tự hào của người dân Việt Nam mà còn được biến thành hành động. Và cái hành động đó thì đưa lại rất là nhiều cái lợi ích cũng như là những cái kết quả, và không chỉ là cho nền kinh tế mà còn cho cả văn hóa, xã hội và cuộc sống của nhân dân. Xin được hỏi bà Tạ Thị Minh Hợp, giám đốc mua hàng công ty WinCommerce chuỗi bán lẻ Winmart, là đơn vị có hệ thống bán lẻ sâu rộng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Thời gian qua, để tích cực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chuỗi siêu thị Winmart đã tăng cường đưa hàng Việt vào hệ thống của mình như thế nào? Giống như chia sẻ của bà Lan vừa rồi, thì chúng tôi là đơn vị bán lẻ nội địa. Thì một trong những cái mục tiêu của chúng tôi là luôn ưu tiên dẫn đầu trong cái phong trào là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Thì để ủng hộ chương trình đó thì hiện tại trong cái hệ thống bán lẻ của chúng tôi, siêu thị Winmart và Winpark Cộng, thì hiện tại chúng tôi tỷ lệ mà hàng nội địa lên đến 90%, mà đặc biệt là trong những cái một số cái ngành hàng có tính chất đặc thù giống như là hàng nông hải sản, thủy hải sản, thì hiện tại bây giờ tỷ lệ hàng nội địa lên tới 98%. Và có thể nói là trong cái hệ thống bán lẻ của chúng tôi, hàng Việt Nam đang đóng một vai trò rất là quan trọng. Chúng tôi cùng đồng hành với lại các đơn vị địa phương, các sở ban ngành, đặc biệt là sở công thương tại các tỉnh, chúng tôi tổ chức rất là nhiều cái buổi tọa đàm liên kết. Thưa bà Loan, theo bà thì cơ quan quản lý nhà nước cần có thêm các giải pháp gì để hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ một cách thiết thực và hiệu quả trong việc phát triển thị trường trong nước và thực hiện hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam? Phải nói là trong thời gian qua thì nhà nước, chính phủ và đặc biệt là Bộ Công Thương đã có rất là nhiều cái chính sách, có nhiều cái xây dựng những cái chính sách pháp luật để có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối bán lẻ nói riêng. Thế tuy nhiên mong muốn của cộng đồng các nhà phân phối bán lẻ thì nói chung để phát triển về nói chung ấy, và đặc biệt là để tiếp tục đi cái con đường mà chúng ta tự hào hàng Việt và củng cố được cái hàng Việt trong cái hệ thống phân phối bán lẻ dù là hiện đại hay là hệ thống truyền thống thì đều được khẳng định ấy. Thì chúng tôi nghĩ rằng là Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam chúng tôi đã nhiều lần đã có những cái kiến nghị về mặt nguyên tắc, về những vấn đề lớn như là xây dựng những cái tập đoàn bán lẻ mạnh và có cái tác dụng làm đầu tàu để có thể là bình ổn được thị trường cũng như là để phát triển một cách mạnh mẽ. Hay là gần đây chúng ta đã có những cái cải thiện, những cái tiến bộ về vấn đề thuế thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà được sâu hơn, được nhiều hơn, ví dụ như là không phải là giảm 2% mà có thể là nhiều hơn nữa, đặc biệt là cho những cái hàng lương thực, thực phẩm, những cái hàng mà thiết yếu đối với đời sống của nhân dân. Thưa bà Hợp, theo bà cần phát huy vai trò liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, trung ương và địa phương như thế nào trong phát triển hệ thống phân phối hàng Việt và tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam? Quan điểm của những người làm bán lẻ giống như chúng tôi thì chúng tôi rất là mong tiếp tục nhận được cái sự hỗ trợ của cơ quan chính phường địa phương sở tại, đặc biệt là sở công thương tất cả các tỉnh thành, để cùng có thể có cái kết nối rộng rãi đối với lại tất cả các doanh nghiệp trong nước. Thì hiện tại mặc dù chúng tôi đã có hơn 200 doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp địa phương là cái nhà cung cấp hàng hóa trong chuỗi bán lẻ của chúng tôi, nhưng mà với cái tình hình thị trường rộng mở cũng như là với cái sức mạnh rất là lớn của các nhà tiêu dùng, của người tiêu dùng đòi hỏi rất là lớn của người tiêu dùng cũng như là sức mạnh sản xuất rất là lớn của doanh nghiệp Việt Nam bên ngoài, thì chúng tôi nghĩ là hiện tại vẫn còn đâu đó trên thị trường rất là nhiều nhà cung cấp tiềm năng có chất lượng rất là tốt mà chúng tôi vẫn chưa có cơ hội để gặp gỡ, để tiếp xúc. Thì qua cái diễn đàn này tôi cũng mong muốn là có thể cơ quan chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ chúng tôi đẩy mạnh hơn nữa những cái hoạt động liên kết, kết nối này. Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị, thưa các bạn, với những nội dung
về tăng cường đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối vừa được hai vị khách mời chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay đã cho thấy hàng Việt ngày càng tự tin trong hệ thống phân phối. Và thông qua hệ thống phân phối không chỉ giúp tiêu thụ hàng Việt mà còn thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, cũng thông qua các kênh phân phối, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam sẽ tiếp tục được triển khai có hiệu quả trong thời gian tới. Rất cảm ơn hai vị khách mời. Xin kính chào và hẹn gặp lại.